Hello các bạn, thì hôm nay mình sẽ đi cắt cỏ cho mấy bé Sugata ăn. Là cái món ăn mà tốt nhất cho Sugata là chỉ có cỏ thôi nha các bạn. Các bạn thấy nguyên cái bãi cỏ không? Chỗ này nay mình vô nhà của cái anh đồng nghiệp của mình, thì nhà thì sân vườn quá trời rộng, đắt sân vườn nè các bạn, quá rộng cho nên là mình thấy cỏ này là thôi quá tốt rồi. Đó, nên mình cắt về cho tụi nó ăn. Thì mình cắt thì mình sẽ quay clip cho các bạn xem nó có thích ăn cỏ hay là không nha. Nếu mà nuôi bé gù cạn á, các bạn cho ăn cỏ thì nó tốt nhất, nhất là Sugata á, nó chỉ ăn cỏ nó sẽ không có bù gát. Nhưng mà tại vì cái mình ở thành phố thì cỏ nó sẽ hiếm có chỗ nào nhiều cỏ. Về mình để tủ lạnh cho nó ăn từ từ. Nhưng mà mình thấy bọc này là chắc là ăn chừng hai bữa rồi hết. Có điều kiện các bạn sẽ setup cái sân vườn đó, nó ngay chuyện cái chỗ bãi cỏ này nè thì thôi tuyệt vời luôn. Đợi cắt cái anh em ơi. Rồi thôi bây giờ mình tạm dừng clip ở đây, rồi mình sẽ làm cho bạn các bạn xem cái clip là mấy bé Sugata với bù cạn ăn cỏ như thế nào nha. Hey các bạn, thì mình cho nó ăn cỏ thử coi coi bé nó chịu ăn cỏ tươi không. Nói chung là mình cũng có test mấy lần thả cho nó ngoài tự nhiên á, ngoài bãi cỏ tự nhiên thì thấy nó cũng chịu ăn lắm. Này là thành viên trong gia đình, gái mình, Ruby. Là biểu gái, con salad một con. Đây, nó là ngày nào nó cũng cà khịa vậy đó các bạn. Cho mấy con này ăn là nó cà khịa, nó đòi ăn. Trời ơi, mấy năm mày ăn cỏ nữa, không được, nhảy ra con, nghe không? Quy nó ăn cỏ nữa các bạn. Đây. Thì này thường thường thì mình xin mấy cái lá rau muống cho mấy bé ăn, thì mình cũng có theo dõi mình thấy cái loại rau muống này là các bạn rau muống đồng á, ít ugat hơn là rau muống tàu. Hầu như mấy bé này, mấy bé ăn á, mình thấy ít có thải ugat, ít có bị ugat nhiều như trước mình cho ăn rau lan hay là rau muống tàu. Đây bé này chịu ăn cỏ các bạn thử. Rồi bé này nó cũng chịu ăn, cạp thì dính với cái cục gì đây nè. Ôi trời cầu rồi nè các bạn, coi nè các bạn. Cạp với cái cùi salad chịu ăn cực kỳ. Nói chung là su bánh xe này là nó ăn tạp lắm các bạn, hầu như ăn không biết no luôn. Này mà có điều kiện các bạn nuôi thả vườn á, cho nó ăn cỏ mỗi ngày á, ăn chị nào nó no là nó đi tới đi lui rồi này kia là nó mau lớn. Này là cà khịa nè, đó cà khịa nè đó. Cỏ tươi thì rất là tốt cho bé nha các bạn, hầu như là đúng chính là thức ăn chính của nó luôn đó.
Tại vì mình không có điều kiện nếu mình đi cắt mỗi ngày, lâu lâu mới cắt cho nó ăn, nó cũng tiết kiệm chi phí cho người nuôi nữa. Như ra mấy cái bãi săn trống cắt rồi, các bạn thấy nó ăn bào ghê không? Như vậy là ít đó, với nó đó tầm xe này thì các bạn cứ thả lan mà bãi cỏ nó dọn hết bãi cỏ nhanh lắm. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại ở các video sau nha các bạn. Nhớ like và subscribe cho mình. Cảm ơn các bạn.